Thì quý đại lý muốn xem sản phẩm này trên website của hàng nhập khẩu Âu thì vào website là hàng nhập khẩu Á Âu.vn hoặc là vào web sâm nấm linh chi.vn thì gõ vào ô tìm kiếm chữ là viên hoàn đông y Hàn Quốc đấy, hoặc là hoàng bổ tán hoặc là hoàng bổ hoàng ấy, thì đều ra. Mã thực phẩm này, mã sản phẩm này là TPCN 3973, một thùng thì có 20 hộp. Đây là mã số mã vạch đây. Thì trước hết là về cái hình thức của sản phẩm. Thì đây là có một hộp được thiết kế phải nói là hết sức là đẹp mắt. Có một thay vì việc là dán cái tem niêm phong của nó vẫn hay bị bong ra giống như nhiều hãng khác nhau thì hãng đã có một cái tem rất là đặc biệt giống như một cái giải cho một nữ hoàng hoặc là một nàng kiều nữ lên trình diễn trên sân khấu này. Kèm theo một cái túi chính hãng của Sanga. Đây là cái túi đựng. Đây là mặt trước của sản phẩm. Đây là mặt sau của sản phẩm. Thế thì giới thiệu qua một chút về cái hình thức của sản phẩm đã, nên là tôi sẽ giới thiệu vào cái tính năng công dụng của sản phẩm này. Thế thì bỏ cái bọc phía ngoài này ra rất là đơn giản. Thì đây là mặt trước của sản phẩm này. Thì được in rất là hiện đại. Chữ cực kỳ là đẹp, sắc nét, mịn, vô cùng là đẹp luôn. Đây là biểu tượng của Samsung. Đây là do tập đoàn Samsung của Hàn Quốc người ta bảo hộ người tiêu dùng. Có nghĩa là đây là cái sản phẩm đã được chứng nhận bảo hiểm người tiêu dùng. Người tiêu dùng nếu sử dụng sản phẩm này mà có vấn đề gì đó thì được hãng Samsung chịu trách nhiệm bảo hiểm. Còn đây là logo của nhà sản xuất là Sanga của Hàn Quốc. Thế thì cái sản phẩm này là có 30 viên, mỗi một viên là 3,7 gram, là tổng cộng là 111 gram. Đấy. Về hình thức trước, đây là mặt sau của sản phẩm. Đấy. Thì đây là những cái thông tin cơ bản. Đấy. Thì tên sản phẩm, thế rồi là mã hàng, rồi trọng lượng, rồi các thành phần để hướng dẫn sử dụng. Đây là thông tin của nhà sản xuất. Đây là hạn sử dụng. Như cái sản phẩm đang cầm trên tay này là hạn sử dụng là ngày mùng 10 tháng 12 năm 2021. Thì tiếng Hàn là cái đọc ngược lại thôi. Đắt sử dụng đấy. Bốn số này là chỉ năm này. Số chỉ tháng này. Ở đây là ngày. Đây là một số những cái lưu ý thông tin hướng dẫn sử dụng. Đây là các thông số ngày sử dụng. Cái tem của nhà sản xuất. Đây là mã QR code, đây là tem, đây là mã số mã vạch. Mã QR code này thì khá là đơn giản. Quý vị có thể sử dụng cái QR code của Zalo là tít vào cái mã này là biết được là cái xuất xứ của hàng hóa. Đây là tem chống giả. Tất cả những cái này là hạn thì cũng chỉ thuần túy là nhà sản xuất người ta muốn cung cấp cái thông tin đến người tiêu dùng thôi. Chứ còn bản thân tất cả những cái này cũng không có nghĩa rằng là xác định đây là hàng thật 100%. Bởi vì tất cả những cái giờ công nghệ làm giả nó rất là tinh vi. Thì tất cả những cái tem chống giả này, rồi mã QR code này, và mã số mã vạch này là người ta đều có thể làm giả được hết. Thì đây nó chỉ là cái thông tin tham khảo thêm thôi. Đây thì tôi tít thử một cái đây. Tít thử cái QR code này xem nó ra thông tin của nhà sản xuất như nào. Thì chúng ta vào trong phần Zalo. Đây, trong Zalo thì có cái phần QR code đây. Đây mình sẽ tít vào đây. Đây là mã này. Đây, mình sẽ tít vào cái QR code này. Rồi, đây, xác nhận, mở link này.
Đồng ý. Đây là thông tin của nhà sản xuất, đây là tập đoàn Sangha của Hàn Quốc. Đây là mã sản phẩm. Thì về lý thuyết thì đây là hàng chuẩn chính hãng. Về lý thuyết là như vậy. Bây giờ là đến phần hình thức phía trong của sản phẩm và nội dung nhé. Thì quý vị có thể dễ dàng mở sản phẩm ra. Nước nắp này, nắp làm cực kỳ mỏng nhưng mà cực kỳ chắc chắn, cảm giác là không thể éo ợt nữa. Đây là cái tấm lót biểu tượng của Hàn Quốc, Sangha. Đây là 30 viên, mỗi một viên là 3,7 gram. Về hình thức công nghệ in ấn vô cùng đẹp đẽ, thì cũng giống như hầu hết các viên hoàn khác của Hàn Quốc, quy cách tương đối như nhau. Thì đối với An Cung hạn thì thông thường người ta hay làm là 3,75 gram, thế còn riêng cái này là làm 3,7 gram. Thì trong mỗi một cái lọ này thì chứa một viên. Đây, quý vị mở nắp ra. Thì đây là một viên hoàn. Có trọng lượng là 3,7 gram. Thế thì là bằng giấy. Thế cho nên là cũng khá là mỏng manh. Bóc ra là rách ngay lập tức. Chứa viên hoàn. Còn công dụng của cái sản phẩm này như thế nào? Để sau khi mình xem cái hình thức nó rất là đẹp đẽ xong là sẽ nghiên cứu công dụng của cái này nhé. Thì đây là cái viên hoàn Hoàng Bổ Tán của hãng Sangha Hàn Quốc. Thì trong một hộp này có 30 viên. Thì có thể nói rằng là được rất nhiều người tiêu dùng Việt Nam ca ngợi. Đó là tinh hoa quy tụ những cái dược chất mà có thể nói là tốt bậc nhất của Hàn Quốc, với cái công dụng là chống đột quỵ, nhờ vào những cái thành phần và cái hàm lượng mà dược liệu hết sức là tuyệt vời. Thì trong cái sản phẩm này thì cái dược liệu đầu tiên có thể nhắc đến đó là cái trầm hương, và thuật ngữ người ta gọi là trầm hương tán. Thì còn trầm hương là gì chẳng hạn thì quý vị có thể xem khá nhiều những cái thông tin khác nhau trên Google. Thứ hai nữa là cái chất xuất thứ hai là cái hồng sâm 6 năm tuổi. Thì trong sản phẩm này là hồng sâm được 6 năm tuổi và đã qua tinh chế. Thứ hai là cái lọc nhung hiêu nguyên chất trong cái viên này, mẫu đơn này, cam thảo và đương quy. Cái trầm hương tán này, hồng sâm 6 năm tuổi, lọc nhung hiêu nguyên chất, mẫu đơn, cam thảo và đương quy, cộng với một số cái thành phần khác, bí quyết của nhà sản xuất nữa, thì tạo ra cái viên hoàn này. Thế thì khi nhắc đến cái viên hoàn này thì cái câu chuyện đầu tiên là người ta nhắc đến cái công dụng có thể nói rằng là hết sức hữu hiệu của nó trong việc giúp cho những người mà có cái thể trạng yếu, làm việc mệt mỏi, căng thẳng, đặc biệt là những người mà trung niên và những người có tuổi ấy. Thế thì những người đó là khi sử dụng cái viên hoàn này thì đầu tiên là cải thiện cái thể trạng, cải thiện thể trạng, tăng cường sức khỏe, hoặc là tốt cho cái não bộ. Những cái người mà già mà suy giảm trí nhớ hoặc là hay quên, phụ nữ sau sinh, thì những cái sản phẩm này cũng giúp cho cái não bộ được cải thiện rất là nhiều. Thế thì khi não và thần kinh mà cũng không ổn định ấy, thì cái viên hoàn này cũng có tác dụng là giúp cho bình ổn, cân bằng, cân bằng cái thể chất và tâm lý nữa. Những người làm việc căng thẳng, mệt mỏi, stress này thì nên sử dụng những cái sản phẩm này. Những
những cái người mà bị đau đầu thì khi sử dụng những cái viên hoàn này, đau đầu không rõ nguyên nhân, rất nhiều lý do khác nhau, thì khi sử dụng cái viên hoàn này thì cái triệu chứng nó cũng được giảm nhẹ rất nhiều. Hoặc là những người mà bị đường huyết, huyết gọi là đường huyết cao, thì viên hoàn này cũng giúp cho việc cái đường huyết trong máu là giảm tối đa. Những cái bệnh nhân để hạn chế câu chuyện tiểu đường, những người mà tiểu đường type 2 ấy, thì sử dụng cái viên hoàn này thì cái đường huyết cũng được cải thiện rất là rõ ràng. Những người bị bệnh gan, rất nhiều gan nhiễm mỡ thì virus, gan virus thì cái chức năng gan cũng được cải thiện. Những người mà cần điều chỉnh huyết áp, đặc biệt là những người huyết áp cao, thì cái viên hoàn này cũng giúp cho cái khả năng cân bằng huyết áp rất là tốt. Thì khi mà huyết áp nó được cân bằng ấy, thì cái nguy cơ mà đột quỵ là thấp. Tất nhiên là những người mà huyết áp thấp thì vẫn có nguy cơ đột quỵ, huyết áp cao thì nguy cơ đột quỵ rất cao rồi. Thì viên hoàn này là có cái tác dụng là cân bằng huyết áp cho cả phụ nữ và đàn ông, rất là tốt. Và đặc biệt là đối với phụ nữ thì nhất là những chị em bước vào thời kỳ mà tiền mãn kinh, thì cái viên hoàn này là giúp cho chị em cái cân bằng cái hormone cho phụ nữ, chống bốc hỏa rất là hữu hiệu. Đối với đàn ông thì khi sử dụng cái viên hoàn này thì đương nhiên là cái khả năng sinh lý là được tăng cường khá là mạnh mẽ, bởi vì trong cái viên hoàn này là có hai cái nguyên liệu mà đàn ông mà sử dụng thì cái năng lực đàn ông nó rất mạnh mẽ rồi. Đương nhiên một là cái lộc nhung hiêu, hai nữa là hồng sâm. Thì hai cái này hạn thì anh chị em mà sử dụng đều sinh lý đều tốt cả. Và cuối cùng là khi nhắc đến cái viên hoàn này thì người ta nhắc đến cái khả năng là chống tăng cường cái hệ miễn dịch, tăng cường hệ miễn dịch. Những cái người mà thường xuyên ốm đau này, hoặc nhiễm cảm cảm lạnh này, bị virus, thì khi sử dụng những cái viên hoàn này thì cái khả năng miễn dịch đều rất là tốt, tăng cường cái hệ miễn dịch. Thì có thể nói là đây là một trong những cái gọi là hoàng bổ tán, hoặc là hoàng bổ hoàng, là ông hoàng trong cái các vị thuốc bổ. Có thể hình dung là gọi là ông hoàng trong các vị thuốc bổ. Cái cách sử dụng ấy thì nó lại chia cho rất nhiều đối tượng sử dụng khác nhau, mỗi một đối tượng có cách dùng riêng. Ví dụ như là những cái người mà bị do nó khí huyết, hỏa khí trong người chẳng hạn, người gọi là hỏa khí trong người vượng đấy, mà mình hay gọi là nóng trong đấy, đờm nhiệt, tức ngực, khó thở, hoa đầu, nhức đầu, hoa mắt, đi lại khó khăn đó, không tỉnh táo chẳng hạn, thì lại nên sử dụng kiểu khác. Hoặc là những người mà bị rối loạn tiền đình, suy giảm trí nhớ, suy nhược thần kinh, lao lực, gặp những cái biến cố trong cuộc sống thì lại nên sử dụng cái kiểu khác. Thì những cái người mà uống để mà phòng chống cao huyết áp hoặc là phòng chống đột quỵ thì lại uống kiểu khác. Những cái người mà uống để cho tăng cường cái sức khỏe nói chung thì lại uống kiểu khác, không phải là ai cũng dùng như nhau. Thứ hai đấy là đây cách thứ nhất là đối tượng sử dụng, thứ hai nữa là bản thân cái liều dùng ấy, là sử dụng cho người lớn và trẻ em nó cũng khác nhau. Thế thì để chi tiết hơn ấy, cho nó đỡ dài dòng, thì xin quý vị vui lòng đọc trên website hoặc là trong những cái phần text mà đính kèm theo video này, thì chúng tôi cũng sẽ đăng lên trên đấy chi tiết. Mỗi người cách sử dụng khác nhau, mặc dù nó thực phẩm chức năng nhưng mà không phải là thích dùng như nào thì dùng. Đặc biệt là một số những cái lưu ý cái sản phẩm này, thì phụ nữ có thai này, đang cho con bú, hoặc là bất kỳ một cái người nào mà đang sử dụng thuốc kê đơn của bác sĩ thì phải cẩn trọng khi dùng, nên hỏi ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng. Hoặc là bất kỳ một cái người nào mà có mẫn cảm đối với cái thành phần của thuốc trong này, xin lỗi, các thành phần của dược liệu trong này, ví dụ như là sâm hoặc là nhung hiêu. Nhung hiêu thì rất là tốt, nhưng dù sao thì nữa nó cũng nóng trong, thì cũng nên phải có cái sử dụng của bác sĩ và ngưng sử dụng ngay nếu mà có bất kỳ một cái biểu hiện bất thường nào khi sử dụng sản phẩm này. Cái về bảo quản thì cái này cũng rất là đơn giản, bởi vì trong này nó cũng đã có cái niêm rất là phong, rất là cẩn thận, nên là chúng ta cứ bảo quản ở cái nhiệt độ phòng bình thường thôi, đã bóc ra là sử dụng, không được để nguyên lại. Còn chi tiết thì xin quý vị vui lòng đọc thêm trong trên website của hàng nhập khẩu Âu. Thì hàng nhập khẩu Âu nhập và phân phối cái hàng này trong khắp cả nước.
Quý vị muốn mua lẻ thì xin xem trên web hoặc là một số cửa hàng người ta bán lẻ cái sản phẩm này. Thế còn quý vị mua sỉ thì xin vui lòng liên hệ với hàng nhập khẩu Âu, một thùng có 20 hộp này. Đây, mỗi một hộp có một cái túi kèm theo rất là đẹp. Đây, biếu hoặc là tặng cho hoặc sử dụng đều rất là tuyệt vời. Đấy, nhìn thấy rất là lịch sự. Thế thì hàng nhập khẩu Âu nhập và phân phối hàng nhiều nghìn cái sản phẩm thực phẩm chức năng khác nhau, của rất nhiều hãng khác nhau, thì Quang Hoa, Cang Hoa cho đến là Quang Đông, đến Samsung Bio, Samsung Pharma, đến Sanga, đến Bio. Rồi Tiêung Food vân vân. Thì quý vị có nhu cầu mua các sản phẩm hóa mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, rồi hàng tiêu dùng của Hàn Quốc thì xin vui lòng liên hệ với hotline Zalo của hàng nhập khẩu Âu 0986798008, hoặc là liên hệ với website hàng nhập khẩu Âu.vn, hoặc là một cái website chuyên về thực phẩm chức năng là sâm nấm linh chi.vn. Xin cảm ơn quý đại lý và quý khách hàng đã chú ý theo dõi. Xin vui lòng bấm vào đăng ký trên video này để quý vị không bỏ lỡ những cái video tiếp theo. Chúng tôi sẽ thường xuyên đăng tải một số những cái hàng hóa, về đặc biệt là thực phẩm chức năng, để giới thiệu đến quý đại lý, quý khách hàng có cái nhìn tổng thể và lựa chọn được cái sản phẩm tốt để sử dụng. Xin trân trọng cảm ơn.